Tổng Bí thư Trần Phú, tấm gương sáng ngời của người cộng sản mẫu mực, kiên trung. Các bạn thân mến, đồng chí Trần Phú là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Ông cũng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú chỉ trong 27 năm với hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần 1 năm trên cương vị Tổng Bí thư, nhưng ông đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức và bản lĩnh kiên cường của người cộng sản mẫu mực. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chân dung lịch sử tìm hiểu rõ hơn về Tổng Bí thư Trần Phú. Một, tiểu sử của Tổng Bí thư Trần Phú. Tổng Bí thư Trần Phú sinh ngày 1 tháng 5 năm 1904 tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, quê gốc tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cha của ông là cụ Trần Văn Phổ, từng đỗ giải nguyên. Mẹ ông là cụ Hoàng Thị Cát. Tổng Bí thư Trần Phú là con thứ 7 trong gia đình. Ngày 19 tháng 4 năm 1908, khi đang là chi huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi, do không chịu được sự đè nén, áp bức, nhục mạ của công sứ Pháp Dode Besra và bất lực trước tình cảnh nhân dân đói khổ, lầm than, cha ông đã thắt cổ tự sát tại công đường. Do nghèo khổ và buồn phiền, 2 năm sau đó, mẹ ông cũng qua đời vào ngày 27 tháng 11 năm 1910. Tổng Bí thư Trần Phú cùng với người em út là Trần Ngọc Danh từ Quảng Ngãi ra Quảng Trị sống với người chị gái là Trần Ngọc Quang và anh trai Trần Đường. Sau đó, được dì ruột gửi cho con trai mình là Thái Thường Tự Khanh, Phạm Hoàng San và vợ là Phan Thị Yến làm việc ở tòa khâm sứ Huế nuôi dưỡng cho ăn học tại trường tiểu học Pháp Việt Đông Ba rồi trường Quốc học Huế. Tại trường Quốc học Huế, ông được theo học cụ Võ Liêm Sơn, một nhà giáo yêu nước. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Trần Phú đã dồn hết tâm trí cho học tập, tham gia hội tu tiến để giúp đỡ bạn bè cùng chí hướng và nuôi dưỡng tinh thần yêu nước. Sau khi đỗ đầu kỳ thi thành trung ở Huế vào năm 1922, Trần Phú được bổ nhiệm làm giáo viên trường tiểu học Cao Xuân Dục tại Vinh. Trong những năm làm giáo viên ở Vinh, Trần Phú nổi tiếng là một giáo viên dạy giỏi, yêu trò, đoàn kết các đồng nghiệp, khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, yêu quê hương và lòng căm thù giặc sâu sắc. Đồng chí đã tiếp nhận những tư tưởng yêu nước và cách mạng của Nguyễn Ái Quốc qua sách báo truyền vào Việt Nam lúc đó. Tại Vinh, Trần Phú đã tham gia sáng lập Hội Phục Việt, sau đổi là Hội Hưng Nam. Lãnh đạo phong trào, làm đơn lấy chữ ký, đòi thực dân Pháp trả lại tự do cho Phan Bội Châu, tổ chức lễ truy điệu Phan Chu Trinh, mở các lớp dạy quốc ngữ cho quần chúng lao động. Năm 1926, với bí danh Lý Quý, Trần Phú đại diện Việt Nam Cách mạng Đảng sang Quảng Châu, Trung Quốc, bàn việc hợp nhất với Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Tại đây, Trần Phú đã gặp Nguyễn Ái Quốc, dự lớp huấn luyện chính trị do người giảng dạy. Trần Phú được Nguyễn Ái Quốc tin cậy, kết nạp vào nhóm bí mật Cộng sản đoàn với tên gọi Lý Quý, được giới thiệu sang học tập tại Trường Đại học Phương Đông ở Moscow. Chính những năm học tập, nghiên cứu lý luận Marx Lenin, tham gia hoạt động thực tiễn, đặc biệt trao đổi với các đồng nghiệp của các đảng anh em về những vấn đề dân tộc và thuộc địa, Trần Phú đã có bước trưởng thành lớn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ do đảng phân công. 2. Người cộng sản trí tuệ và sáng tạo. Tháng 4 năm 1930, Trần Phú được Quốc tế Cộng sản và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử về nước hoạt động với cương vị là cán bộ chủ chốt của đảng và có những đóng góp to lớn cho cách mạng Việt Nam. Tháng 7 năm 1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương lâm thời. Đồng chí đã khẩn trương xúc tiến việc tổ chức các cuộc trao đổi với các đồng chí lãnh đạo trên các lĩnh vực, các vùng và nghiên cứu khảo sát thực tế tại Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Hòn Gai, Thái Bình để hoàn thành bản luận cương. Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú dự thảo và được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 năm 1930 thông qua là văn kiện quan trọng của Đảng, đã vận dụng được những nguyên lý của chủ nghĩa Marx Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa và những luận điểm cơ bản trình bày trong chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. Với công lao và đóng góp to lớn đó, đồng chí Trần Phú đã được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 năm 1930 bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Kết quả của hội nghị đã đánh dấu sự trưởng thành về nhiều mặt của Đảng với uy tín và sức hút mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng Đông Dương phát triển nhanh chóng. Đối với đồng chí Trần Phú, trên cương vị là Tổng Bí thư đầu tiên,
đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Luận cương chính trị do đồng chí khởi thảo là một văn kiện quan trọng của Đảng Cộng sản Đông Dương, là cơ sở để Đảng đề ra sách lược, chiến lược trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng. Bởi vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá đồng chí là một người rất thông minh, hăng hái và cần cù. Đồng chí Trần Phú đã làm được nhiều việc quan trọng cho Đảng, một người cộng sản mẫn tiệp, trí tuệ và sáng tạo. 3. Tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Tháng 3 năm 1931, với bí danh Anh Năm, Trần Phú chủ trì hội nghị trung ương lần thứ 2 tại Sài Gòn, bàn việc chấn chỉnh Đảng sau đợt khủng bố của thực dân Pháp. Hội nghị khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng tiền phong của giai cấp vô sản, đảng chiến đấu cho lợi ích sống còn của dân tộc, cho quyền lợi của các giai cấp bị bóc lột, bị áp bức, nhưng không phải là đảng của công nông. Kiên quyết chống tả khuynh, chống hữu khuynh. Hội nghị đã vạch ra nghị quyết về nhiệm vụ hiện tại của Đảng, nghị quyết về tổ chức của Đảng, nghị quyết về cổ động tuyên truyền. Tại hội nghị này, một quyết định về việc tổ chức ra Cộng sản Thanh niên Đoàn là một nhiệm vụ thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần kíp của Đảng phải giải quyết. Đây được xem là tiền đề để hình thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về sau. Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, đồng chí Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí Trần Phú là người cộng sản mẫu mực, nêu tấm gương kiên cường, bất khuất trước kẻ thù. Đồng chí bị địch bắt ở Sài Gòn ngày 18 tháng 4 năm 1931. Thực dân Pháp đã không từ một thủ đoạn dã man xảo quyệt nào hòng khuất phục đồng chí. Trước những thủ đoạn của kẻ thù, kể cả việc dụ dỗ, mua chuộc, Trần Phú đã tiến công lại kẻ thù. Tôi biết nhiều người là để làm việc cho đảng tôi, nước tôi, chứ không phải là khai cho các ông bắt bớ. Sống trong nhà tù đế quốc trong điều kiện hết sức nghiệt ngã, Trần Phú luôn luôn bình tĩnh, sáng suốt truyền niềm tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng đến các đồng chí cùng bị giam. Trần Phú cùng với các đồng chí khác tổ chức nhiều cuộc đấu tranh vạch mặt chế độ lao tù dã man, vô nhân đạo của kẻ thù, tổ chức những buổi huấn luyện chính trị ngay trong nhà tù của đế quốc Pháp. Do căn bệnh Lao ngày càng trầm trọng, cộng thêm những đòn tra tấn tàn bạo và chế độ lao tù khắc nghiệt, sức khỏe của đồng chí Trần Phú ngày càng suy kiệt. Do bệnh tình quá nặng, ngày 6 tháng 9 năm 1931, đồng chí đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà thương Chợ Quán khi mới 27 tuổi. Trước lúc qua đời, đồng chí đã dùng chút sức lực còn lại để nhắn nhủ tới các đồng chí đồng đội. Trước sau, tôi chỉ mong anh chị em hãy giữ vững chí khí chiến đấu. Lời nhắn nhủ đó của đồng chí Trần Phú đã đi vào lịch sử, trở thành lời cổ vũ, động viên, là phương châm và lý tưởng sống, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên. Sự ra đi của đồng chí là một tổn thất hết sức to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam đang trong thời kỳ phục hồi và phát triển, cũng như đối với phong trào cộng sản quốc tế. Trân trọng và tôn vinh những cống hiến lớn lao của đồng chí Trần Phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, đồng chí Trần Phú là một người con ưu tú của Đảng và của nhân dân, đã anh liệt hy sinh cho cách mạng. Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp và của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh của mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu của mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa và kết quả tốt đẹp như ngày nay. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi, song đã đóng góp to lớn, đặc biệt quan trọng đối với Đảng trong thời kỳ đấu tranh sôi động những năm 1930-1931. Đồng chí là biểu tượng sáng ngời của một nhà lãnh đạo tận trung với nước, tận hiếu với dân, một người cộng sản trí tuệ, mẫu mực. Anh chị em tù chính trị ở khám lớn Sài Gòn vào năm 1931 đã làm thơ: Trần Phú anh ơi đã thác rồi, thác mà như thế đẹp gương soi. Bao phen sóng gió đâu sờn dạ, mấy trận đòn tra chẳng hở môi. Giọt máu anh hùng giờ tơi tả, trái tim vô sản vẫn không rời. Tuy anh đã thác gương còn sáng, thác được như anh sáng suốt đời. Sau khi ông qua đời, người thân của ông vào Sài Gòn
tìm cách đưa thi hài ông ra chôn cất tại nghĩa trang Chợ Quán Sài Gòn. Năm 1998, người cháu ruột của ông đã tìm cách tìm lại ngôi mộ của ông thông qua ký ức được kể lại và ngoại cảm. Ngày 4 tháng 1 năm 1999, phần mộ được cho rằng là của ông đã được phát hiện. Ngày 12 tháng 1 năm 1999, hài cốt của Trần Phú được di dời về an táng tại quê hương Đức Thọ, Hà Tĩnh. Mộ của ông được đặt trên ngọn núi cao thuộc xã Tùng Ảnh, phía trước mộ làng chữ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu." Các bạn vừa theo dõi Tổng Bí thư Trần Phú, tấm gương sáng ngời của người cộng sản mẫu mực kiên trung. Bạn nghĩ sao về nhân vật đặc biệt này? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phía dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.